cho nó thấy cực không em? Cái này chỉ chạy máy chặt đất trải nghiệm thôi các bạn, trải nghiệm cho các bạn và mọi người xem vui giải trí thôi, chứ không có là không phải là dân làm ruộng các bạn.
chỉ là chạy trải nghiệm nữa các bạn. Chạy vô đi, chạy vô chỗ tủ kìa, chạy cho anh đi. Rồi dừng ở đây, đứng lại. Cái lần đầu chạy máy chặt đất thấy cực không em? Dạ em thấy cũng bình thường, có đầu lên chạy khéo khó mà chạy một chút có thể thấy rất là dễ, rất là bình thường, không khó lắm. Thấy em là cũng một người không phải là người nông dân nhưng mà làm như vậy em thấy cũng rất là giỏi đó chứ, chỉ ngang cái biết chạy à. Thấy em rất có cá tính đó. Chân, cái chân bị gì ạ? Chân đó. Cái đá banh hả? Trúng gì? Máy chặt đất cái gì? Dạ không, cái gì đó. Cái cây cái gác giò. Dạ cái gác giò. Đi đâu đi từ từ thôi, đừng có đi lẹ quá trời. Dạ. Đi nhớt đi không ra. Dính nhớt rồi cái gì? Không đắt cái đó đó. Cái dao bị trắng quá rồi bắt đầu cái dao nó hay đen chút xíu rồi thấy là rửa chết đi đi về trời.
giữa đi có sao đâu. Rồi đi lên đi. Ờ đi giỏi ghê trời, cái bực cỡ này tôi đi rồi muốn không nổi nữa. Mà em đi kìa như không có chuyện gì vậy.